Các bạn ơi, món mực hấp của mình bây giờ đã chín rồi này, đã cắt lên đĩa rồi các bạn này, đã hoàn thành rồi này. Bây giờ chỉ có việc thưởng thức rồi các bạn ạ. Nhìn rất là ngon, rất là đẹp mắt này. Mùi rất là thơm, mùi thơm của sả, của gừng này. Và lại nhân thì béo béo ngậy ngậy này, mực thì ngọt này. Và mình chúc tất cả các bạn này vào bếp làm cái món mực hấp này cho thật ngon này, cho gia đình mình thưởng thức nhá, vào cuối tuần nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình làm món mực nhồi thịt để hấp nhé. Nguyên liệu của mình hôm nay là mực hấp thì gồm có đây các bạn. Mình mua 1 ký mực này. Mực ống này rất là tươi luôn á. Mình về mình làm rất là sạch sẽ rồi nhá. Mình rút cái cây ở sau lưng này. Đó. Và mình móc ruột thật sạch sẽ này. Mình lấy túi mực ra này. Và mắt mình cũng đã cắt ra hết rồi các bạn. Rửa sạch sẽ rồi nhé. Bằng nước muối, nước chanh sạch sẽ rồi này. Để không có còn cái mùi tanh nữa nhé. Và ở đây là mình có 250 g thịt nạc này, mình đã băm này. Còn ở đây là có 20 g miến này. Miến tàu mình đã ngâm nước rồi này. Giờ chỉ có việc cắt nữa thôi. Một củ cà rốt 100 g, tỏi, hành. Bên đây thì có hành lá và ngò tàu này. Gia vị của mình hôm nay gồm có đây nhá. Mình có 1 muỗng cà phê muối này, nửa muỗng cà phê bột ngọt này, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt này, 1 muỗng cà phê tiêu tiêu xay nhé các bạn. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng với mình vào bếp làm với mình món mực nhồi thịt để hấp nha. Bây giờ thì mình đập hành này, tỏi này, rồi mình băm nhuyễn đây này. Hành tỏi mình đã băm xong này. Rồi mình tiếp tục mình cắt hành này với ngò tàu này. Hành lá với ngò tàu thì rất là thơm các bạn ạ. Ngò tàu thì thơm lắm luôn á. Mình tiếp tục cắt miến này. Miến ngâm nước lạnh khoảng 10 phút các bạn ạ. Thì rất là mềm này, cắt dễ lắm. Đó, mình cắt chỉ ngắn ngắn thôi, khoảng 1 phân á. Rồi miến bây giờ mình đã cắt xong này. Giờ đến tiết mục là bào củ cà rốt này. Mình bào ra thành sợi xong rồi mình cắt nhỏ ra nhé. Cà rốt thì ăn rất ngọt này, mà tạo màu cũng rất là đẹp này. Bào ra thành sợi rồi giờ mình cắt này, cũng cắt như miến á, là cũng chỉ 1 phân thôi. Vậy là phần cà rốt mình cũng đã cắt xong này. Rồi giờ mình cho vào cái tô lớn để mình trộn cho dễ nhé. Mình cho miến vào chung luôn này, hành lá này, hành và tỏi này, và đây là thịt, đây là gia vị hạt nêm, tiêu, đường, muối, bột ngọt. Bây giờ mình trộn đều lên này.
đó, cho là cà rốt, miến, thịt này và tất cả các cái gia vị này hòa quyện vào với nhau này, để tí nữa mình nhồi vào mực này và hấp xong thì ăn nó nhân nó đậm đà ngon ngọt nhé các bạn nhé. Rồi. Bây giờ là mình tiến hành nhồi thịt vào mực này. Đấy. Khi mình nhồi mực mà đầy rồi á thì mình cho cái đầu mực vào này. Đó, mình lại cho cái đầu mực vào lại này. Vì lúc mình rửa, mình làm sạch thì mình phải rút cái đầu ra để mình rửa cho nó sạch sẽ. Bây giờ thì mình lại cài cái đầu vào này, để cho con mực nó đẹp này. Và lại coi như là mình lấy cái đầu mực là che cái miệng lại để khỏi thịt nó rớt ra ngoài các bạn ạ. Các bạn muốn nó chắc hơn thì các bạn làm hai cái tăm nhé. Đó, vậy là đã xong một em rồi này. Tí nữa các bạn mà muốn đẹp thì các bạn cắt bớt cái tăm đi, nhìn cho nó đẹp này. Nhìn xong rồi nhìn con mực nó tròn vo luôn, nhìn đã ghê á. Mình ở Nha Trang nên là mình luôn luôn được ăn mực tươi, cá tươi các bạn ạ. Vậy là mình đã nhồi được hai em mực này. Em mực của mình ăn no thịt luôn, nhìn nó tròn vo luôn. Đó, em mực của mình này là em mực thứ ba rồi này. Đó các bạn. Vậy là các bạn cứ thế nhé, làm cho đến khi hết mực và hết thịt thì thôi nhá. Đây các bạn nhá, sau thời gian nhồi nặn thì mình đã nhồi thịt vào mực này. Và bây giờ những con mực của mình này bây giờ đã căng tròn này, nhìn rất là dễ thương nha. Giờ thì mình cho lên nồi để mình hấp nhé. Cái món mực này thì ăn rất là ngon các bạn này. Cực kỳ ngon này, mà không ngán đâu nha. Và làm thì cũng rất là đơn giản này. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm này. Đó, rất nhanh. Khi các bạn mà hấp mực á nhá, mà các bạn muốn mực ngon hơn, thơm hơn thì các bạn cho một ít xà này, một ít gừng này vào cái nồi nước của mình này. Đó, bây giờ thì mình cho mực lên này. Đó, đấy là cái mực của mình là 1 kg là được 5 con này, thì mình hấp khoảng 30 phút này. Còn cũng phụ thuộc vào mực của các bạn nữa, to hay là nhỏ nữa. Nhỏ thì thời gian nó ít hơn, và nếu lớn hơn thì thời gian nó phải nhiều hơn này thì mới chín được nhá. Này, các bạn đợi mình 30 phút sau nhá. Đó, mực của mình từ nãy giờ cũng đã hấp được 30 phút rồi nè. Bây giờ chuyển qua màu hồng rồi này, trắng hồng rồi này. Và nở ra như thế này này các bạn này. Bây giờ đã chín rồi đó. 30 phút chín rồi các bạn ạ. Và nhìn con mực rất là múp này, rất là tròn trịa luôn. Đó. Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi đây. Đói bụng mà nhìn thấy cái mực này thì chịu hết nổi. Cái mùi thơm của sả này, của gừng này, nó bay lên thơm ơi là thơm luôn các bạn ạ. Đó, bây giờ mình gấp ra dĩa nhá, để chuẩn bị mình thưởng thức nhá các bạn nhá. Mực đã nguội rồi, giờ mình cắt nhá. Đây các bạn. Đó, các bạn nhìn những miếng mực mình cắt ra này, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Món này thì ai ăn cũng ghiền nha, ai cũng thích hết nha. Mực thì không ai từ chối nha. Đó, thế này mà cho các anh nhậu thì cũng tuyệt vời này, mà các em bé ăn thì rất là ngon này, và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa các bạn, cũng đầy đủ thịt có này, rau có này, mực này, miến này, đầy đủ hết.
Và cứ thế thì các bạn là cắt cho đến khi hết mực của mình thì thôi nhá. Đó, các bạn thấy món mực yêu thương tuyệt vời không? Đấy. Giờ thì mình sắp lên đĩa này. Đây, xung quanh đĩa mực là mình đã trang trí các bạn này. Một ít cà chua, một ít rau sống, tí nữa ăn cho nó ngon này. Vừa đẹp lại vừa ngon này. Các bạn ơi, món mực hấp của mình bây giờ cắt lên đĩa rồi các bạn này, đã hoàn thành rồi này. Bây giờ chỉ có việc thưởng thức nữa các bạn ạ. Nhìn rất là ngon, rất là đẹp mắt này. Bây giờ mình mời tất cả các bạn là cùng với mình thưởng thức món mực hấp nhá. Đây. Nhìn ngon ơi là ngon luôn á. Cùng chấm với chén mắm gừng nhé. Ở đây là có ớt này, tỏi này, chanh này và gừng này, đường bột ngọt, rất là ngon luôn. Bây giờ mình chấm vào là mình thưởng thức nhá. Xem thử là có ngon không này. Ngon hết sảy luôn các bạn. Mùi rất là thơm, mùi thơm của sả, của gừng này. Và lại nhân thì béo béo ngậy ngậy này, mực thì ngọt này. Mực thì mình đi chợ sớm nên mua được mực tươi nên rất là ngọt. Bây giờ thì mình tạm dừng clip lại đây nhá. Và mình chúc tất cả các bạn này vào bếp làm cái món mực hấp này cho thật ngon này, cho gia đình mình thưởng thức nhá, vào cuối tuần nha các bạn. Và mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn này đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình này. Các bạn xem clip của mình mà các bạn thấy hay, thấy vui, thấy có hữu ích thì các bạn nhớ nhá, đừng có quên hãy ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh này và một lượt like này. Chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cho gia đình này, bạn bè này cùng xem để cùng làm này. Các bạn nhớ nhá, ấn cái chuông ở bên cạnh để được xem cái tập mới nhất của mình hàng ngày. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai nhé.